Xin chào quý cô chú, các chị và các bạn. Hôm nay em Diễm chia sẻ với mọi người một căn nhà một trệt một lầu được thiết kế theo phong cách đơn giản hiện đại với chiều ngang 5m, chiều dài 17m2, công năng là 3 phòng ngủ, khách bếp liền kề, có gara ô tô. Phần đầu tiên em Diễm sẽ nói về mặt tiền và phần tiếp theo diễn giải công năng ở bên trong bằng mô hình 3D cho anh chị dễ dùng. Nên anh chị xem hết video để xem công năng ở bên trong ngôi nhà này như thế nào nha. Bên em Diễm giao bộ hồ sơ cho anh Việt ở tại thành phố Vũng Tàu. Bộ hồ sơ của bên em Diễm sẽ gồm có một bộ hồ sơ in màu 3D thể hiện các góc nhìn bên trong và bên ngoài nhà như thế này, và hai bộ hồ sơ thi công in giấy A3. Mọi người xem bộ hồ sơ của bên em Diễm khá là dày nè, rất là đầy đủ và chi tiết, từ kết cấu sắt thép, móng mái, điện nước đầy đủ. Đây là nhà mái bê tông nha, và có hai khu vực giếng trời, một cái là ở ngay khu vực cầu thang và một cái là ở ngay khu vực sau nhà, dùng để làm khu vực sân phơi ở phía dưới. Đầu tiên mình sẽ nói về mặt tiền trước nha. Thì ở phía dưới tầng trệt là cửa cuốn và ở trên tầng lầu là hệ cửa nhôm sinh pha kính cường lực, một bên là hệ cửa chính, một bên là cửa sổ. Còn mảng tường này là dùng để trang trí. Độ cao của nhà, tức là nền hoàn thiện của tầng trệt lên đến đỉnh mái này, nó rơi vào khoảng 7,8 m. Còn khu vực phía trên này là mình thiết kế để trang trí thêm ha. Mặt tiền ở khu vực tầng trệt thì sử dụng là đá hoặc là gạch giả văng đá. Diện tích cũng vừa đủ cho nên là mình sử dụng vật liệu nhìn mặt tiền của mình nó sang. Rồi ở phía trên cũng vậy, mà gam màu khác với ở phía dưới. Đáy của xeno tầng lầu và đáy của xeno tầng trệt, em Diễm sử dụng vật liệu là nhựa giả văng gỗ ngoài trời. Xeno thì có đường viền đen như thế này kết hợp với lại sơn trắng, khá là đẹp, khá là sang trọng. Một ngôi nhà phố được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ở bên này là nhà hàng xóm cấp 4 và mình có xin phép mở cửa sổ được trên khu vực tầng lầu để lấy sáng và lấy gió. Còn bên này thì không có mở được. Và mình có giải pháp để lấy sáng cho nhà là hai ô giếng trời này đây. Ban công kính cường lực tay vịn gỗ. Mọi người cùng nhìn lại mặt tiền của căn nhà này như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến công năng riêng của từng tầng ha. Nhà này có công năng là 3 phòng ngủ nha anh chị. Chiều ngang nhà là 5m và mình thiết kế tường bao quanh nhà là tường 20 và tường ngăn ở trong nhà là tường 10. Công năng dưới tầng trệt gồm có một gara ô tô, một phòng khách, khu vực cầu thang, phòng bếp, nhà vệ sinh dùng chung. Khu vực sân trước cũng tận dụng là để ô tô ở trong nhà luôn. Và khu vực để ô tô có chiều dài là 5,3 m. Từ nền của khu vực để ô tô lên đến nền của phòng khách thì mọi người giặt cách lên khoảng 10 phân nha. Rồi tiếp theo là khu vực phòng khách. Bên này là để bộ ghế sofa, bên này là kệ tivi. Cầu thang của nhà này là cầu thang đặt ở giữa nhà. Phòng khách của mình có chiều sâu vô
và 4,3 m. Sau lưng bộ ghế sofa, mình trang trí mảng tường như thế này nè. Sử dụng vật liệu là nhựa giả vân gỗ kết hợp với nhựa giả vân đá để trang trí mảng tường phía sau bộ ghế sofa như thế này. Đó, trang trí phòng khách. Rồi bên đây là kệ tivi. Kết hợp vừa là kệ tivi, vừa là kệ để rượu trưng bày. Rồi tiếp theo là khu vực cầu thang. Đây là nhà một trệt một lầu thì cầu thang mình sử dụng là 21 bậc nha, sẽ rơi vào số lẻ, lan can kính cường lực, tay vịn gỗ. Ở đây có hệ lam gỗ dùng để trang trí vách cầu thang như thế này. Tiếp theo là khu vực bếp. Khu vực bếp này có chiều sâu là 3,9 m. Trong đó thì mình bố trí kệ bếp chữ L dọc theo hai mảng tường này. Một bên là bếp lò, một bên là bồn rửa. Này là tủ lạnh. Mọi người có thể sử dụng dưới gầm cầu thang để làm kho hoặc là tủ để chứa những vật dụng linh tinh thì trong nhà của mình nó sẽ gọn gàng hơn. Khu vực này bàn để bàn ăn cơm. Tiếp theo là khu vực nhà vệ sinh dùng chung. Nhà vệ sinh có diện tích lọt lòng là 2,4 m nhân cho 1,4 m. Khu vực vệ sinh thì có phân ra thành hai bên bằng vách kính cường lực như thế này để nước khỏi vương vãi ra phía bên ngoài. Tiếp theo mình sẽ đến công năng của tầng lầu. Ở dưới tầng trệt không có phòng ngủ ha. Và ở trên tầng lầu này công năng là một phòng thờ và ba phòng ngủ. Một nhà vệ sinh. Cầu thang, với cầu thang đi lên đây. Và ở sảnh này mình sẽ để một ghế sofa để đọc sách. Và cái lối hành lang này nó có chiều rộng là 2,1 m. Đầu tiên là đây lối cầu thang này, đi lên theo lối hành lang để đến khu vực phòng thờ ở phía trước. Phòng thờ thì có mặt tiền đi ra phía ban công ở phía trước ha. Khu vực bên cửa sổ này đã có bồn hoa. Chiều sâu của phòng thờ là 2,8 m. Ngay sau phòng thờ là phòng ngủ. Ba phòng ngủ nối tiếp nhau như thế này. Phòng ngủ đầu tiên có diện tích lọt lòng là 3,3 m nhân cho 3,2 m. Cửa vào khu vực phòng ngủ thứ nhất đây. Có cửa sổ để lấy sáng. Và lối hành lang của mình cũng có cửa sổ thông qua nhà hàng xóm này. Như vậy là sẽ đảm bảo được ánh sáng và gió. Lối hành lang có chiều rộng là 1,2 m. Phòng ngủ này có mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ ở phía trước nên mọi người lưu ý là không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng thờ nha. Cách đẹp nhất là xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Bên này là tủ quần áo. Phía dưới giường là kệ tivi. Rồi, tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai có diện tích tương tự như phòng ngủ thứ nhất và cách bố trí nội thất cũng tương tự như vậy. Tiếp theo là phòng ngủ thứ ba. Đây là lối cầu thang nha mọi người. Phòng ngủ thứ ba này có nhà vệ sinh ở bên trong và diện tích lọt lòng của phòng ngủ ba là 2,4 m nhân cho 4,1 m. Cửa vào khu vực phòng ngủ thứ ba đây. Hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Bên này là tủ quần áo.
Đây là cửa vào khu vực nhà vệ sinh. Rồi tiếp theo là nhà vệ sinh dùng chung trên tầng lửng ở phía cuối nhà. Khu vực này là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi này có ánh sáng từ khu vực giếng trời ở trên sân thượng xuống nè. Và giếng trời đây là lấy sáng cho khu vực cầu thang. Mọi người cùng nhìn lại công năng của tầng lầu ha, gồm có một phòng thờ, ba phòng ngủ, một nhà vệ. Bây giờ em Diễm sẽ cho mọi người xem mặt cắt của nhà này ha. Đây, và công năng dưới tầng trệt gồm có khu vực để xe ô tô nè, tiếp theo là phòng khách, cầu thang, phòng bếp, nhà vệ sinh. Rồi công năng trên tầng lầu là gồm có phòng thờ, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, lối cầu thang, phòng ngủ 3 và nhà vệ sinh. Vừa rồi là em Diễm đã giới thiệu với mọi người một căn nhà một trệt một lầu lô phố với diện tích ngang 5 dài 17m2, công năng là 3 phòng ngủ. Hy vọng mẫu nhà này sẽ hữu ích cho các anh chị và các bạn. Mọi người thấy video này hữu ích thì bấm nút like, chia sẻ để ủng hộ em Diễm có thêm động lực ra những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em Diễm. Chúc cho anh chị có được một ngôi nhà thật đẹp và như ý. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.